Và trong nghe xin chân thành cảm ơn rất nhiều những tình cảm của gia đình cũng như toàn thể quý vị đã dành tặng cho những tràng vỗ tay cũng như những cái lòng lì xì. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Xin được thay lời giọng hát của nghệ sĩ Trọng Nghĩa, trân trọng cảm ơn gia đình, cảm ơn tất cả quý vị đã cổ vũ những cánh hoa nghệ thuật rất là danh dự cho nghệ sĩ Trọng Nghĩa. Và bây giờ tiếp tục chương trình, Hùng Thái xin mời gia đình và tất cả quý vị thưởng thức qua giọng hát ngọt ngào và dễ thương của nghệ sĩ Ngọc Vy. Vậy để tiếp nối chương trình này thì Ngọc Vy cũng xin gửi tặng toàn thể vị một bài tân cổ, một sáng tác của soạn giả Diễn Châu được mang tên Tội Tình, một bức hồn thưởng thức ạ. Tội Tình.